Chào đón các bác đến với lại clip giới thiệu con loa súp đến từ đất nước Anh. Con loa súp của Anh Quốc ạ. Đây là con loa súp Mission, loa Anh Quốc, hai bát úp gầm, đây, hai bát úp đất, và khui hết rồi các bác luôn. Riêng từ trong ra ngoài luôn, các bác nhìn chi tiết hộ em. Em mở một con bên này, hai lỗ thông hơi, súp Mission này. Đến gỗ còn cả thông, đến con gỗ còn cả số luôn. Đây là con Super Mission 73AS Squad. Đây, Mission vỏ màu đỏ bóc đô, có mức giá là 7.900.000. Về loa của nó đấy ạ. Loa thì vẫn còn zin đét từ gần luôn. Và dần côn đấy ạ. Đấy, Mission England chưa, đấy là về loa, cổ loa của nó. Về đến sang đến đây với cái thông số, đây thông số này là cái gì đây, còn về đến đối với lại bộ phân tần của nó. Phân tần của dòng này thì em thấy họ làm rất kiểu theo kiểu rất là hiện đại, nhất là về cái biến thế của nó đây. Đây, cái biến thế của nó hàng Mission Zin nhé. Mission Zin luôn. Tất cả tụ và sò họ xử lý cái vi mạch của họ, họ cảm thấy nhìn cảm thấy nó thoáng lắm, nó không theo kiểu. Mà tại sao bát nó lại ấm thế? Mà nhìn đấy, chưa, con nhìn đặc biệt là con cầu chì của nó này, có hai con cầu chì bảo vệ công suất này, rất là hay. Đấy, hai cầu chì bảo vệ công suất, main của nó cũng đều đây, main nhé, main đều có hãng của Mission hết, được chưa? Từ test từ trong ra ngoài luôn, đây tản nhiệt, đã đổ gang nguyên khối luôn. Đấy, cho các bác nhìn thông số. Con này là súp kép, súp đôi luôn. Điện 220V, 200W. Made in England. Được chưa ạ? Con này 200W, made in England. Đấy. Đường lai vào bằng AV và đường lai vào bằng dây rắc luôn. Được chưa ạ? Đấy, đấy là toàn bộ clip em giới thiệu đến về chiều dài của con súp này. Thế nào, 1, 2, 3. Chiều dài của con súp này nó tầm khoảng độ 60, xích xoát 60cm. Chiều dài 60. Chiều ngang nó tầm khoảng độ 22, 25. Chiều sâu này, chiều cao này, chiều cao tầm 32. Vừa là toàn bộ clip em giới thiệu đến các bác con loa súp đến từ đất nước Anh Quốc.